Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có quay lại chính trường để chia sẻ quyền lực hay không? Ngày 28 tháng 8, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt có bài Việt Nam quyền lực trong tay ai phần 4 Bình về những biến động chính trị ở Việt Nam thời gian qua Tác giả nhắc lại, tháng 3 năm 2024, ông Võ Văn Thưởng bị loại ra khỏi Bộ Chính trị thôi làm Chủ tịch nước vào tháng 4 năm 2024 Tới lực ông Vương Đình Huệ cũng bị loại. Và đây là hình bài bình luận trên blog Trân Văn VOA. 6 tuần sau, bà Trương Thị Mai tiếp nói số phận của ông Thưởng, ông Huệ. Đến thời điểm đó, nhân số bộ chính trị chỉ còn 12 trên 18 vì trước đó đã có 3 người khác bị loại là Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Phúc. Tác giả cho biết, lúc này Bộ Chính trị chỉ còn 3 thành viên đủ tiêu chuẩn theo quy định 214 để đảm nhận các vai trò trong tứ trụ là các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Cũng vì vậy, sau khi bà Mai bị tước sạch mọi thứ, ông Tô Lâm mới có thể trở thành ứng viên duy nhất cho vai trò chủ tịch nước. Theo tác giả, ngày 19 tháng 5, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, hồn nhiên trả lời báo giới rằng trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Chính chưa giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an, vì vậy Quốc hội chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm chức danh này. Nhưng chỉ 3 ngày sau, trước phản ứng gây gắt từ nhiều giới, về việc tại sao Chủ tịch nước còn kiêm nhiệm Bộ trưởng Công an thì đạo diễn đã phải điều chỉnh kịch bản và ông Cường xin bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an vào nghị trình. Xong chuyện chưa dừng lại ở đó. Và đây là hình Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhắc lại, ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, được phân công làm quyền Bộ trưởng Công an thay thế ông Tô Lâm chỉ tại vị được 2 tuần. Ngày 6 tháng 6, đột nhiên ông Lương Tam Quang, Thượng tướng, cũng là Thứ trưởng Công an, người trước nay vẫn được xem là tâm phúc của ông Tô Lâm, được Thủ tướng giới thiệu, Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Công an. Hai tháng sau, ông Quang tiếp tục được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, cho dù theo quy định 214, ông Quang không đạt điều kiện này. Tác giả đặt câu hỏi, tại sao ông Quang trở thành trường hợp đặc biệt? Và tác giả nhận định, kịch vẫn chưa đến cao trào. Vào tháng 6 năm 2024, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc vốn cũng được xem là tâm phúc của ông Tô Lâm, được điều động làm chánh văn phòng trung ương đảng, và hai tháng sau được bầu vào ban bí thư. Thêm một lần nữa, quy định 214 bị vô hiệu hóa. Tác giả cũng nhắc lại sự kiện, chỉ trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8, thiên hạ thấy cụ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm hai lần. Lần thứ nhất là tại hội nghị với các đồng chí, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thông tin về tình hình những tháng đầu năm 2024. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội. Lần thứ hai là tại chương trình kỷ niệm 55 năm Công an Nhân dân thực hiện di chúc của cựu Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tác giả nhận xét ở lần thứ nhất không ai biết vì sao khá nhiều các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam vắng mặt lần thứ hai hình ảnh ông dũng ngồi bên cạnh ông tô lâm như nhân vật thứ hai của hệ thống chính trị hệ thống công quyền tại việt nam đã khơi dậy nhiều đồn đoán tác giả lưu ý ngay sau đó bắt đầu có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để giải oan cho ông nguyễn tấn dũng thậm chí khẳng định ông dũng có nhân cách lớn tác giả nêu nghi vấn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam có thật sự đoàn kết thống nhất hay không? Vì lẽ gì chỉ đoàn kết thống nhất với những điều có lợi cho ông Tô Lâm? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có quay lại chính trường để chia sẻ quyền lực hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Người Việt xin tị nạn tại Brazil để làm bước đệm nhập cư trái phép vào Mỹ và Canada bị chặn nhập cảnh ở sân bay. Ngày 26 tháng 8, BBC cho hay, người di cư Việt Nam kẹt ở sân bay Brazil trong tình trạng báo động. BBC trích dẫn một nguồn tin quốc tế cho biết hàng trăm người di cư từ Việt Nam, Ấn Độ và Nepal đang mắc kẹt tại sân bay quốc tế tại Brazil trong nhiều tuần với điều kiện đáng báo động. Và đây là hình bài trên BBC. Nguồn tin này dẫn lời người phát ngôn của cơ quan luật sư công Brazil tính đến ngày 23 tháng 8, có ít nhất 666 người không có thị thực Brazil đang chờ nhập cảnh vào nước này tại sân bay. Theo BBC, chính phủ Brazil đã ban hành những quy định mới có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 nhằm ngăn chặn dòng người nước ngoài dùng Brazil như một điểm dừng chân để di cư tới Mỹ và Canada. Theo đó, những du khách không có thị thực Brazil mà đang trên đường tới quốc gia khác phải tiếp tục hành trình của mình hoặc quay về quê nhà. Vẫn theo BBC, những người này đang bị giam giữ trong một khu vực hạn chế, nơi họ không thể tắm rửa. Việc đi lại tại đây bị hạn chế khiến việc tìm kiếm thức ăn, nước uống đối với những người này rất khó khăn. Cơ quan luật sư công cho rằng Quyền con người của những người di cư này đang bị xâm phạm và sức khỏe của họ thì càng ngày càng yếu đi. Điều quan trọng cần phải tiến hành là cải thiện khẩn cấp điều kiện cho những người này trong thời gian giải quyết vấn đề thi thực của họ. Cơ quan luật sư công cũng thúc giục các cơ quan có thẩm quyền khác tuân thủ luật pháp của Brazil dựa trên nguyên tắc nhân đạo để chấp nhận người tị nạn và không trục xuất họ về lại quê hơn. Và đây là hình hành khách Ấn Độ và Việt Nam đang mắc kẹt tại sân bay quốc tế tại Brazil ngày 23 tháng 8. BBC dẫn Bộ An ninh Công cộng cho hay Brazil đang chứng kiến sự bùng nổ lượng khách nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á, hạ cánh tại Brazil để quá cảnh trên đường đến Bắc Mỹ. Cũng theo nguồn tin quốc tế trên, những người này đến Brazil nộp đơn xin tị nạn, nói rằng họ bị ngược đãi và đe dọa ở quê nhà. Tuy nhiên, họ lập tức rời Brazil và đi lên phía Bắc ngay khi có thể. Bộ An ninh Công cộng khẳng định rằng Giờ đây, những hành khách đến sân bay São Paulo mà không có thị thực Brazil sẽ không được phép ở lại nước này. Tuy nhiên, BBC cho biết, không rõ liệu các quy định mới này sẽ áp dụng cho những người nhập cư đã có mặt tại sân bay hay chỉ áp dụng cho những người đến sau khi các quy định bắt đầu có hiệu lực. Mặt khác, các chuyên gia về nhập cư lo ngại rằng các quy định được đề xuất trái ngược với Công ước Người tị nạn năm 1951 của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Brazil đã kêu gọi các quốc gia tiếp nhận những người bị đe dọa ở quê nhà, ngay cả khi họ không có giấy tờ. Nguồn tin quốc tế dẫn lời Jan Yuma, trưởng cơ quan tị nạn của Brazil nói rằng các quy định mới sẽ áp dụng cụ thể cho sân bay và sẽ không làm thay đổi chính sách của Brazil đối với người xin tị nạn. BBC cũng trích dẫn một nguồn tin quốc tế khác cho hay Brazil từ lâu đã là một quốc gia thân thiện với người tị nạn, cho dù tư tưởng của các nhà lãnh đạo đất nước Mỹ Latin này có thay đổi ra sao chăng nữa và đây là hình người Việt Nam băng qua Amazon để di cư tới Mỹ. BBC tiết lộ một báo cáo cho hay trong những trường hợp xin tị nạn, 17% đã rời Brazil chỉ trong vòng 30 ngày, đa phần đi qua bang AC ở phía tây bắc Brazil, giáp với Peru. Tương tự, một phóng sự điều tra của báo chí quốc tế vào tháng 7 năm 2024 cho thấy có những người Việt Nam, Ấn Độ đang băng qua rừng Amazon để di cư tới Mỹ. Tuy nhiên, họ đã phải quay trở lại bang Raci sau khi Mỹ siết chặt các chính sách về biên giới. Một nguồn tin cảnh sát cấp cao nói với nguồn tin quốc tế ngày 22 tháng 8 rằng họ xin tị nạn ở Brazil để tạo một đường lui an toàn. Nếu họ bị bắt tại biên giới Mỹ, họ sẽ bị gửi trả lại Brazil thay vì quốc gia của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Việt xin tị nạn tại Brazil để làm bức đệm nhập cư trái phép vào Mỹ và Canada bị chặn nhập cảnh ở sân bay. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.